Cách để phát hiện viêm ruột thừa khi mang thai. Viêm ruột thừa là tình trạng đòi hỏi phải phẫu thuật phổ biến nhất trong thai kỳ. Căn bệnh này xảy ra trong 1 trên 1.000 trường hợp mang thai. Thông thường phụ nữ mang thai bị viêm ruột thừa ở 2 giai đoạn đầu thai kỳ. Tuy nhiên, cũng có trường hợp xảy ra ở gần đoạn giữa cuối của thai kỳ. Bạn cần ngay lập tức đến gặp bác sĩ nếu như đang mang thai mà nghi ngờ bị viêm ruột thừa. Nhận biết các triệu chứng của viêm ruột thừa. 1. Biết về các triệu chứng của viêm ruột thừa. Các triệu chứng này bao gồm: cơn đau bụng thường bắt đầu từ vùng gần rốn, dần dần chuyển sang bên phải trong vài giờ sau. Đây là dấu hiệu đáng ngờ nhất của bệnh viêm ruột thừa. Buồn nôn hoặc nôn không giống như hiện tượng nôn có liên quan đến thai nghén mà bạn từng trải qua. Sốt, không muốn ăn. 2. Theo dõi mọi dấu hiệu đau. Đau là dấu hiệu rõ rệt nhất của bệnh viêm ruột thừa. Cơn đau bắt đầu âm ỉ từ vùng rốn, sau đó vài giờ sẽ chuyển sang bên phải và đau dữ dội hơn. Cơn đau viêm ruột thừa điển hình, khu trú ở vị trí 2/3 khoảng cách từ rốn đến xương hông, điểm này còn gọi là dấu MC Bunei. Nếu nằm nghiêng bên phải khi bị viêm ruột thừa, bạn sẽ cảm thấy cơn đau tăng thêm. Bạn cũng có thể thấy đau khi đứng dậy hoặc chuyển động. Một số thai phụ cảm thấy đau khi đứng, do dây chằng tròn bị giãn quá mức, hiện tượng có thể xảy ra trong thai kỳ. Tuy nhiên, kiểu đau này sẽ nhanh chóng biến mất, trái lại cơn đau viêm ruột thừa cũng không biến mất, đó là dấu hiệu giúp bạn phân biệt giữa hai hiện tượng. 3. Lưu ý rằng cơn đau có thể ở vị trí cao hơn nếu bạn đang ở giai đoạn thứ 3 của thai kỳ. Phụ nữ mang thai, từ tuần 28 trở lên sẽ cảm thấy đau ở ngay dưới sườn phải. Đó là do khi thai nhi lớn trong tử cung, ruột thừa sẽ bị di chuyển sang chỗ khác, thay vì nằm ở một đoạn giữa rốn và xương hông bên phải, ở điểm MC Bunei. Ruột thừa di chuyển lên trên và bị đẩy vào vị trí ngang với khung xương sườn bên phải. 4. Chú ý nếu như sau cơn đau là hiện tượng nôn và buồn nôn. Có lẽ là bạn cũng biết rằng chứng nôn thường xảy ra khi mang thai. Tuy nhiên, trong trường hợp viêm ruột thừa, cơn đau xảy ra trước, sau đó là nôn, hoặc hiện tượng buồn nôn, hoặc nôn nặng hơn so với trước kia. Hơn nữa, nếu như bạn đang ở trong giai đoạn sau của thai kỳ, khi đã là giai đoạn nôn đã qua, hiện tượng nôn và buồn nôn có nhiều khả năng là dấu hiệu của vấn đề khác, ví dụ như viêm ruột thừa. 5. Lưu ý nếu như bạn đột ngột bị sốt, viêm ruột thừa thường kèm theo sốt nhẹ. Chỉ riêng hiện tượng sốt nhẹ không phải là dấu hiệu cảnh báo. Tuy nhiên, sự kết hợp các hiện tượng sốt, đau và buồn nôn là điều đáng lo ngại. Bạn nên đến gặp bác sĩ nếu như cả 3 triệu chứng trên đều cùng xuất hiện một lúc. 6. Theo dõi hiện tượng đổ mồ hôi, nhợt nhạt hoặc không muốn ăn. Da nhợt nhạt và đổ mồ hôi có thể là do sốt hoặc buồn nôn khi ruột thừa bị viêm. Bạn cũng có thể mất cảm giác ngon miệng. Điều này xảy ra ở mọi trường hợp viêm ruột thừa, dù mang thai hay không. Chuẩn bị cho việc khám thai lâm sàng. 1. Giữ bình tĩnh và chuẩn bị đến bác sĩ. Việc đi khám bệnh, nhất là trong những trường hợp căng thẳng như thế này, có thể khiến cho bạn lo âu và hồi hộp. Do đó, tốt nhất là bạn nên biết quá trình thăm khám mà bạn có thể sẽ trải qua. Việc thăm khám được mô tả trong các bước sau. Tốt nhất là bạn nên đến gặp bác sĩ ở phòng cấp cứu. Viêm ruột thừa phải được xử lý khẩn cấp, do đó bạn nên đến bệnh viện, nơi có đủ điều kiện xét nghiệm nhanh chóng. 2. Không uống thuốc giảm đau trước khi đến bác sĩ. Hiện tượng đau là một trong số những dấu hiệu để bác sĩ chẩn đoán viêm ruột thừa ở thai phụ, do đó việc uống thuốc giảm đau có thể gây bất lợi. 3. Không ăn, uống hoặc dùng thuốc nhuận tràng trước khi đến bác sĩ. Khi bị viêm ruột thừa, hầu như mọi người đều đến phòng cấp cứu, do đó bạn sẽ không phải chờ đợi quá lâu. Việc nhịn ăn uống là quan trọng vì một số kỹ thuật thăm khám của bác sĩ đòi hỏi dạ dày phải rỗng. Hơn nữa, việc nhịn ăn cũng giúp nhẹ nhàng đường tiêu hóa và giảm nguy cơ vỡ ruột thừa nếu như thật sự bạn bị viêm ruột thừa. 4. Biết rằng bác sĩ sẽ sờ xung quanh bụng để kiểm tra tình trạng đau. Bác sĩ có thể thực hiện nhiều kỹ thuật thăm khám để xác định nguyên nhân đau bụng và liệu có phải là viêm ruột thừa hay không. Các kỹ thuật này có thể bao gồm ấn xung quanh bụng để đoán ra vùng đau, gõ và thử hiện tượng nhạy cảm dồi ngược, đau khi bác sĩ thôi ấn. Cuộc thăm khám có vẻ rườm rà và mất thời gian, nhưng bạn cần thiết rằng các thao tác đó rất cần thiết để bác sĩ chuẩn đoán được xác định điều tra gì đang xảy ra. 5. Sẵn sàng cho thao tác xoay hông. Thao tác này để tìm dấu hiệu cơ bịch là hiện tượng đau xuất hiện khi xương hông bị xoay. Bác sĩ sẽ giữ đầu gối và mắt cá bên phải, sau đó gập hông và đầu gối trong khi xoay chân của bạn vào trong và ra ngoài. Chú ý bất cứ một hiện tượng đau nào ở một vị trí phần tư bụng dưới bên phải. Báo với bác sĩ nếu như bạn thấy đau ở vùng này, vì đó có thể là do cơ bịch bị kích thích, một dấu hiệu của bệnh viêm ruột thừa. 6. Chuẩn bị cho thao tác kéo duỗi chân. Bạn có thể được yêu cầu nằm nghiêng, trong khi đó bác sĩ sẽ kéo giãn chân và hỏi xem bạn có đau không. Động tác này còn gọi là test cơ thắt lưng, và nếu như cơn đau tăng thì đó có thể là dấu hiệu khác của bệnh viêm ruột thừa.
7. Sẵn sàng cho việc thăm khám trực tràng. Mặc dù việc thăm khám trực tràng không liên quan trực tiếp đến việc chuẩn đoán bệnh viêm ruột thừa, nhưng nhiều bác sĩ thực hiện việc thăm khám này để loại trừ các tình trạng khác có thể xảy ra, do đó bạn không nên ngạc nhiên khi bác sĩ thăm khám trực tràng. Sử dụng các xét nghiệm y khoa để xác nhận chuẩn đoán. 1. Chuẩn bị lấy mẫu xét nghiệm. Số lượng bạch cầu thường gia tăng trong trường hợp viêm ruột thừa. Tuy nhiên, xét nghiệm này thường ít hiệu quả trong trường hợp mang thai do số lượng bạch cầu đã tăng sẵn trong suốt thai kỳ. Vì vậy, hiện tượng này không hẳn là dấu hiệu của bệnh viêm ruột thừa. 2. Hỏi bác sĩ về phương pháp siêu âm. Siêu âm là một tiêu chuẩn vàng được khuyến nghị để sử dụng nhiều nhất trong việc chuẩn đoán viêm ruột thừa ở phụ nữ mang thai. Kỹ thuật này dùng âm dội của sóng âm để tạo ra hình ảnh giúp cho bác sĩ xác định bạn có viêm ruột thừa hay không. Thông thường, những bệnh nhân đến phòng cấp cứu vì nghi ngờ viêm ruột thừa thường được chụp các lớp vi tính, CT scan. Tuy nhiên, hầu hết bác sĩ đều chọn siêu âm để chuẩn đoán cho thai phụ và kỹ thuật này không tổn hại cho thai nhi. Phương pháp siêu âm thường phát hiện thành công hầu hết các trường hợp viêm ruột thừa. 3. Chuẩn bị cho những xét nghiệm hình ảnh khác nhau. Sau tuần thứ 35 của thai kỳ, mọi test hình ảnh sẽ phức tạp do sự phát triển của bào thai khiến cho việc quan sát ruột thừa trở nên khó khăn. Trong trường hợp này, bác sĩ có thể đề nghị chụp CT hoặc chụp cộng hưởng từ MRI để quan sát rõ hơn hiện tượng của viêm ruột thừa nếu có. Lời khuyên, mọi hiện tượng đau hoặc sốt bất thường trong suốt thai kỳ cần được thăm khám hoặc ít nhất là trao đổi với bác sĩ. Hầu hết các phòng khám sản khoa đều có bác sĩ hoặc nữ hộ sinh trực 24/7 để trả lời các câu hỏi như vậy. Theo dõi các triệu chứng trong một thời gian, vì dấu hiệu đáng ngờ nhất của bệnh viêm ruột thừa là cơn đau bắt đầu từ vùng rốn và dần dần di chuyển về bên phải. Giữ bình tĩnh và đi cùng người thân để bạn bớt lo âu trong khi chờ đợi được thăm khám. Cảnh báo, việc chuẩn đoán viêm ruột thừa ở thai phụ có thể phức tạp vì cơn đau không dựng ở vị trí thông thường. Nếu như bạn bị vỡ ruột thừa trong giai đoạn thứ 3 của thai kỳ, có thể bác sĩ sẽ cho bạn sinh mổ để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con. Em bé có thể đến thời điểm này đã đủ lớn để chào đời và sống ở thế giới bên ngoài. Đến phòng cấp cứu ngay khi bạn cảm thấy cơn đau buốt nhói và không bớt. Cách tốt nhất vẫn là hỏi bác sĩ có kinh nghiệm để biết chuyện gì đang xảy ra.